Nhân kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2019, sáng 7 tháng 5, hàng ngàn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực Vũng Dùa, Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bày tỏ lòng thành kính đối với vị Tổng Tư lệnh trong chiến dịch Điện Biên năm xưa. Từ sáng sớm, dòng người ăn mặc chỉnh tề, mang theo hương hoa lên khu lăng mộ Đại tướng. Trong đó có nhiều người từng là cựu thanh niên xung phong, bộ đội Cụ Hồ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Những bó hoa, những nén hương được đông đảo người dân thắp lên mộ đại tướng là lời tri ân gửi đến đại tướng trong ngày 7 tháng 5 đầy ý nghĩa. Khoác trên mình những bộ quần áo quân đội, đoàn cán bộ của Ban Liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào tại thành phố Hồ Chí Minh nghiêm trang dâng những nén hương lên phần mộ đại tướng. Ai cũng thể hiện sự kính trọng vì đại tướng của dân tộc, đoàn người đã đứng mặc niệm trước mộ đại tướng. Công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cả thế giới năm châu đều biết tiếng tăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người chỉ huy xuất sắc nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi rất vui mừng tưởng nhớ đến một vị lãnh đạo đại tướng của quân đội nhân dân Việt Nam, một vị lãnh đạo cao nhất của quân đội nhân dân Việt Nam và cả thế giới đều công nhận một đại tướng có tâm, có tài, có đức. Đây không phải là lần đầu tiên mà lần nào cũng thế. Cứ đến dịp lễ, Tết hay ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, là ông Hồ Khắc Hồng, một cán bộ hưu trí tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lại về thắp hương và nghiêng mình tri ân trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đã bước qua tuổi 80, nhưng ông vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng và luôn luôn nhớ đến những công lao mà các bậc cha anh ngày xưa đã gây dựng nên. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 65 ngày giải phóng Điện Biên, tôi rất buồn ngùi xúc động. Thế hệ chúng tôi sau này thì cũng nguyện cố gắng để mà phát huy truyền thống cách mạng của Việt Nam. Nhiệm vụ rất lớn chúng tôi là tiếp tục giáo dục con cháu, tiếp bước cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chúng ta ngày càng vững mạnh. Càng về trưa, đoàn người viếng mộ đại tướng ngày một đông hơn. Trong ngày lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tình cảm mà người dân cả nước dành cho đại tướng thật ấm áp và xúc động. Tuy đại tướng không còn, nhưng hình ảnh của đại tướng vẫn mãi mãi nguyên vẹn trong lòng người dân Việt Nam.